nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Toàn ngành bảo hiểm xã hội sẽ triển khai 3 chính sách liên quan, bao gồm giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng thực hiện xác nhận 6 chính sách hỗ trợ thiết thực khác liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố thông tin kịp thời, đầy đủ về các chính sách hỗ trợ, tăng cường hướng dẫn trả lời câu hỏi, vướng mắc liên quan của người lao động và người sử dụng lao động, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai.